Apple gần đây thì đã phát hành iOS 16, dự kiến là có thể ra bản chính thức vào mùa thu năm nay. Và trong video này, chúng ta sẽ nói về các tính năng mới của nó. Bắt đầu nào! Đầu tiên là lock screen, màn hình khóa. Apple cho phép người dùng tự do tùy chỉnh màn hình khóa yêu thích, từ ảnh, kiểu, màu phông chữ, các tiện ích con để xem thông tin nhanh như là thời tiết, sự kiện, múi giờ, báo thức, pin và hơn thế nữa. Giờ đây thì bạn có thể tạo các màn hình khóa khác nhau và dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa chúng. Thông báo được sắp xếp lại để có thể xem ở chế độ xem xếp chồng, danh sách mở rộng hoặc là xem ẩn, và thông báo xuất hiện bên dưới màn hình để không bị xen lẫn vào các tiện ích bên dưới đồng hồ. Tiếp theo là Focus, chế độ không làm phiền. Focus bây giờ làm được nhiều thứ hơn, như là chúng ta có thể gắn mỗi màn hình khóa cho một chế độ Focus khác nhau. Ví dụ như là chế độ Sleep, ban đêm thì mình chỉ muốn nghe Spotify thôi, mình sẽ chọn trang Home có Spotify, hoặc là soạn hẳn một trang Home cho chế độ Sleep. Lúc này thì khi Sleep được kích hoạt, để lại đúng cái trang Home mà mình đã chọn. Tiếp theo là ảnh. Ở trên iOS 16 thì bạn có thể tạo một thư viện iCloud riêng và chia sẻ nó với tối đa là 6 người dùng. Người dùng có thể chọn chia sẻ ảnh hiện có từ thư viện ảnh cá nhân của họ, hoặc là chia sẻ dựa trên ngày bắt đầu, hoặc là những người trong ảnh. Người dùng cũng có thể chọn tự động gửi ảnh tới thư viện ảnh, được chia sẻ bằng cách là sử dụng cái nút chuyển mới trong ứng dụng camera. Ứng dụng ảnh cũng sẽ đưa ra các đề xuất để chia sẻ ảnh cụ thể trong Share Photo Library. Tiếp theo là Message, tin nhắn. Apple hiện đã cho phép chỉnh sửa tin nhắn văn bản. Tính năng chỉnh sửa sẽ cho phép bạn sửa lại nội dung của tin nhắn ngay cả khi bạn đã nhấn gửi đi. Không chỉ cho phép chỉnh sửa, mà iOS 16 còn mang đến khả năng hoàn tác tin nhắn đã gửi. Điều này sẽ cho phép bạn thu hồi những tin nhắn vô tình gửi đi. SharePlay cũng được mở rộng từ FaceTime sang Messages, cùng xem và bàn luận về chủ đề trong bài hát, video với bạn bè. Hầu hết là người dùng luôn thích các ứng dụng của bên thứ ba để quản lý email trên iPhone. Ứng dụng mail khá cơ bản của Apple đang thay đổi với bản cập nhật iOS 16 mới này. Giờ đây thì tìm kiếm được cải thiện, mang lại kết quả chính xác và đầy đủ hơn, đồng thời cung cấp các đề xuất trước khi nhập. Bạn có thể lên lịch gửi email trong ứng dụng mail và hủy việc gửi thư trước khi thư đến hộp thư của người nhận, v.v. Safari cho phép bạn đăng nhập an toàn hơn với passkeys, mã hóa end-to-end và an toàn khỏi hacker và rò rỉ dữ liệu. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể chia sẻ các tab, bookmark, gửi tin nhắn và FaceTime ngay từ Safari cho bạn bè và gia đình. Live Text bây giờ cũng hoạt động với hình ảnh. Chúng ta có thể tách chủ thể khỏi ảnh và xóa nền, sau đó chia sẻ nó tới bất kỳ đâu. Apple cũng đang mở rộng hỗ trợ Live Text cho video. Chỉ cần tạm dừng video và sử dụng nút Live Text để trích xuất văn bản từ một cảnh đang quay. Ngoài việc trích xuất văn bản từ hình ảnh hoặc video, Live Text còn cung cấp tính năng chuyển đổi tiền tệ, dịch văn bản và hơn thế nữa. Với iOS 16 thì Apple đã làm hẳn một trang riêng dành cho gia đình ngay dưới tài khoản iCloud của chúng ta trong Setting. Cha mẹ có thể quản lý tài khoản của con, chọn các nội dung phù hợp với lứa tuổi, thời gian sử dụng thiết bị, chia sẻ vị trí. Ngoài ra, các yêu cầu về thời gian sử dụng của con sẽ xuất hiện trong Messages. Cha mẹ có thể chấp nhận hoặc là từ chối. Cha mẹ có thể sử dụng Quick Start và dễ dàng thiết lập iPhone hoặc iPad của con với sự quản lý thích hợp, nhận các mẹo và đề xuất hữu ích như là cập nhật cài đặt của trẻ khi mà chúng lớn hơn, bật chia sẻ vị trí. iOS 16 cũng mang lại bản nâng cấp cho CarPlay, mang tới nhiều tính năng hơn cũng như là giao diện thay đổi. CarPlay sẽ phối hợp đồng thời với hệ điều hành iOS 16 mới trên iPhone sau bản ra mắt chính thức. Cuối cùng là hai tính năng nhỏ mà mình thấy rất là hữu ích. Đó là iOS 16 có thể xem được mật khẩu của những Wi-Fi đã kết nối. Và cái thứ hai đó là thư mục ẩn và thùng rác ở trong photo. Muốn truy cập thì phải xác thực sinh trắc học, Face ID hoặc là Touch ID. Nhưng không hiểu sao khi mình thử thì không dùng được Face ID. Vẫn hiện tùy chọn nhập passcode. Vừa rồi là các tính năng ra mắt trong iOS 16, Apple giới thiệu nhiều hơn, nhưng mà các tính năng đó thì ít người dùng ở Việt Nam, nên là mình đã bỏ qua. Các bạn thấy sao? Đã cập nhật lên iOS 16 chưa và có trải nghiệm như thế nào? Chia sẻ bên dưới nha!